Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị để gặp gỡ lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri theo hình thức trực tuyến với 172 xã phường thị trấn. Đại biểu Quốc hội Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội nghị tiếp xúc cử tri từ điểm cầu tỉnh ủy Thái Nguyên. Với hơn 6.300 cử tri dự tại các điểm cầu, nhiều cử tri đánh giá cao vào sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của các cấp, các ngành. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục có bước phục hồi và phát triển, công tác an sinh xã hội đối với người có công, người nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Cử tri đánh giá cao sự chỉ đạo, triển khai quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, giúp củng cố lòng tin của nhân dân với đảng, nhà nước, quân đội. Vừa qua, một số cán bộ, trong đó có cán bộ quân đội, vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã nghiêm túc xem xét, đánh giá, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng vi phạm, đúng quy định của Đảng, đúng pháp luật của nhà nước, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhiều cử tri kiến nghị một số vấn đề như sớm sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, nhất là về thu hồi, bồi thường đất, có giải pháp giảm giá xăng dầu và kiềm chế lạm phát, bổ sung chế độ chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong, giải quyết vấn đề biên chế giáo viên, không nên đưa môn lịch sử là môn học tự chọn. Sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao đổi về tình hình thế giới, kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước, kết quả Hội nghị Trung ương 5 và một số nội dung triển khai nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng. Theo đó, kinh tế xã hội của nước ta có chuyển biến tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường. Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, có chủ trương, đối sách phù hợp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ. Toàn quân đẩy mạnh khâu đột phá về tổ chức biên chế, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng theo đường lối đối ngoại cây tre Việt Nam. Những nội dung liên quan đến quân sự, quốc phòng, đây là những vấn đề mà rất nhiều người muốn lắng nghe, muốn hiểu để chúng ta thấy cái quan điểm của Đảng. Thứ nhất là sách trắng quốc phòng năm 2019 chúng tôi xuất bản ấy, là vẫn thực hiện quan điểm chủ trương của Đảng là chúng ta thực hiện chính sách 4-0. Không liên minh quân sự, không đi với nước này chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng đất của đất nước ta để thực hiện mục đích quân sự với nước khác. Và cái thứ tư là không giải quyết các vấn đề bằng chiến tranh hay là bằng bạo lực quân sự, mà quan điểm là giải quyết vấn đề bằng hòa bình. Về các kiến nghị, đề xuất cụ thể của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang giao các cơ quan đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên tiếp thu, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính công vụ hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội, tập trung tổ chức nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2022.